Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, mỗi lần mùa Giáng sinh đến thì người ta sẽ nhắc nhiều vấn đề cái thông Noel, ông già Noel, rồi người ta nói về những đêm đông lạnh giá như sự việc khác nhau. Nhưng mà tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa rằng mùa Giáng sinh đến, chúng ta nhấn mạnh về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại này. Sự ra đời của Chúa Giêsu, sự hy sinh của Chúa Giêsu để đem đến mở cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã hát những bài Giáng sinh thật là tuyệt vời, là chúng ta đã tôn vinh những bài thánh ca nói về mùa Giáng sinh thật là hay. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh quý vị một điều rằng để có được cái mùa Giáng sinh tuyệt vời như vậy thì chúng ta không thể không nhắc về Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời là đấng có chương trình cứu độ cho nhân loại này. Để ngày ban cứu ngột của Ngài là Chúa Giêsu cho mọi người trong chúng ta. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề là không việc gì khó quá cho Chúa. Không việc gì khó quá cho Chúa. Hãy nói người bên cạnh, không việc gì quá khó cho Chúa. Không việc gì quá khó cho Chúa. Chúng ta cùng xem ở trong sách Luca đoạn thứ 1 từ câu 26 đến câu số 38. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời trong sách Luca đoạn thứ 1 từ câu 26 cho đến câu số 38 là phân đoạn kinh thánh làm nền tảng chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời. Để cho có một cái sự rập ràng, mọi người cùng có lời của Chúa. Tôi đọc một câu và xin mời quý vị đọc một câu. Để tôn trọng, xin kính mời quý vị vui lòng đứng lên một lần nữa nha. Chúng ta cùng, tôi đọc câu trắng và quý vị đọc câu lẻ. Luca đoạn 1 từ câu 26 được chép như sau. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee. Ở cùng một người nữ đồng tên là Mary, thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, và tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ đáp rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới mọi mình. Cho nên con hãy sinh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cô mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Chúng ta đọc lại câu 37 và 38 thêm một lần nữa. 2, 3. Bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng ngồi. Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, hay là không có việc chi là quá khó đối với Chúa. Mọi chuyện Chúa có thể làm được. Bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc có ra không và việc không ra khó. Bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng một khi mà Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ thì mình không đủ khả năng, nhưng mà trong quyền năng của Chúa mọi chuyện có thể xảy ra. Quý vị biết rằng trong suốt mấy tuần qua, hai vợ chồng chúng tôi bước đi trong quyền năng của Chúa. Hoàn toàn chúng tôi không đủ khả năng, hoàn toàn chúng tôi bị giới hạn, hoàn toàn chúng tôi bị thiếu kém.
Nhưng một khi Chúa giúp đỡ, mọi chuyện đã được xảy ra quý vị. Amen. Điều đó để cho mọi người cùng biết rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi thần của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Amen. Một khi mà Chúa đã giúp đỡ, thì tôi nói anh chị em rằng chuyện gì chúng ta không làm được mà nhờ cậy Chúa, Chúa giúp cho chúng ta làm được. Amen. Chúng ta thấy rằng bây giờ Kinh Thánh bảo rằng là đến tháng thứ 6. Tại sao Kinh Thánh ghi rất là rõ đến tháng thứ 6? Đức Chúa Trời thay sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee. Có nghĩa là Đức Chúa Trời ngày muốn giúp đỡ một thành Nazareth, Đức Chúa Trời ngày muốn giúp đỡ công dân của Ngài, Đức Chúa Trời ngày muốn ban một ân hồng cho cái dân sự của Chúa, thì đúng thời điểm Chúa đã sai thiên sứ đến để mà giúp đỡ cho thành đó. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, đúng thời điểm Chúa cũng sai thiên sứ của Ngài đến với đất nước Việt Nam thần kỳ của chúng ta. Đúng thời điểm Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài đến đúng chỗ mà quý vị và tôi đang ở. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, không có việc gì quá khó đối với Chúa, nhưng mà Chúa làm việc trong thời điểm của Ngài. Hãy nhìn người bên cạnh nói, hãy tin vào thời điểm của Chúa. Hãy tin vào thời điểm của Chúa. Đến thời điểm của Chúa, Ngài sẽ làm một việc gì đó mà chúng ta sẽ thấy được bởi quyền năng của Ngài. Amen. Và đến tháng thứ 6 là thời điểm, cái thời điểm mà Ngài ấn định. Mọi người đang ngủ mê, mọi người đang âu sầu, mọi người đang cảm thấy bị buồn bã. Bởi vì sao? Trong suốt bao nhiêu 400 năm tiếng của Chúa bị giới hạn với dân Israel, họ đang yên lặng, đang mệt mỏi giữa một cái làng Nazareth bình thường như vậy, thì sao Chúa sai một thiên sứ đến, đến ngay chỗ người đó. Mà thiên sứ đó là thiên sứ đến, thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee. Rồi Ngài định làm gì? Ngài đến cùng một người nữ đồng trinh. Wow. Đúng thời điểm. Và Ngài đi đến đúng người. Ngài chọn đúng người. Mary là một con người bình thường, là một thiếu nữ. Bao nhiêu người khác cũng giống như Mary, thậm chí họ còn giỏi hơn Mary nữa. Mary không phải là ở nước thành Jerusalem sang trọng. Mary không phải là được bằng cấp này, đại học kia, hoặc là vinh danh có một nhà nào đó có tiếng tăm. Không hề. Mary chỉ là một thiếu nữ bình thường. Mary đi bình thường giống như tôi và anh chị em là những người bình thường. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời ngày đến một con người bình thường trở thành một con người phi thường thế nào, thì tôi cầu nguyện các đấng phi thường đó cũng đến với những con người bình thường đang nghe hôm nay. Hỡi những người bình thường hôm nay, quý vị có tin chắc rằng một khi Đức Chúa Trời muốn ban phước cho quý vị, Đức Chúa Trời muốn dùng quý vị, thì quý vị biết được rằng Chúa có thể dùng mỗi người trong quý vị làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời. Ngài đến với Mary, Ngài từ trên cao. Đối với Đức Chúa Trời á, loài người thì nhìn ở bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy mỗi tâm tấm lòng của chúng ta. Ngài làm, Ngài đến đúng thời điểm và đúng con người. Wow. Và quý vị sao? Mary bối rối. Và thiên sứ nói gì? Ngài tới cùng một người nữ tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở. À, đúng thời điểm, đúng người và đúng nơi chỗ. Chúng ta còn nói đúng nơi chỗ. Đúng nơi chỗ. Đến đúng chỗ Mary đang ở. Lúc đó Mary chưa đi quấn bài, đúng không? Mary cũng không có đi lo lướt Facebook ở đâu đó, hoặc là Mary không tham gia cá độ đá banh nào đó. Nhưng mà Mary đứng đúng là cái vị trí, đứng đúng cái chỗ mà Chúa đặt để, và trung tín từ công việc nhỏ đó, và để đón nhận lời phán của Đức Chúa Trời. Và hôm nay thiên sứ Gabriel có thể đến với hội thánh Salom sáng hôm nay, Ngài phán một người nào đó trong vòng quý vị hôm nay. Ngài nói rằng con ơi, đúng thời điểm rồi, đúng con người rồi, và nơi đây là đúng nơi chốn mà ta đổ phước. Hãy nói từ bên cạnh bạn là đối tượng nên Chúa đổ phước. Amen. Bạn là đối tượng để Chúa đổ phước. Bạn là đối tượng để Chúa đổ phước, Chúa ban phước và Chúa giúp đỡ. Tôi cầu nguyện
cho anh chị em sau khi nghe sứ điệp này trở về thì tất cả những cái tuyệt vọng, tất cả những cái sự mà bi quan đau khổ nó lìa ra khỏi anh chị em, và anh chị em sẽ đón nhận những tin tức tốt lành nhất từ Đức Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời ngày làm việc đúng thời điểm, đúng con người, và ngày đến đúng nơi chọn. Dù Eli có thể trốn trên núi Kherit, tại đó Chúa vẫn sai nước hàng ngày cung cấp cho Eli uống. Ngài vẫn sai chiên quả biết ngay địa chỉ. Một số người bảo là nhà của một sư khó tìm quá, hỏi sao vậy? Sẹt thứ 3 sẹt là 276, rồi sẹt 17, chưa hết, sẹt 41 nữa. Nhiều sẹt quá. Mà cuối cùng cũng có địa chỉ, và quý vị cũng đã tìm đến. Nhưng mà Eli ở trên khe nó là cái địa chỉ gì? Núi trên đá, đá thì sạn, sạn trên cát, rồi sẹt trên cây, sẹt sẹt, sẹt tùm lum la. Dù quý vị có thể ở nơi hốc và tó, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thấy, và Đức Chúa Trời vẫn có thể biết địa chỉ của tôi và anh chị em. Ngài có thể biết địa chỉ của anh chị em. Bao nhiêu người tin chắc rằng Đức Chúa Trời biết địa chỉ của mình? Đức Chúa Trời biết địa chỉ, amen. Có người bảo tôi, ở ông Phong, ông ở tích người của ông Nôm là nẻn á, mà tại sao ông quen tới cái cô Hiền ở dưới Bạc Liêu hay vậy? Tôi nói là Đức Chúa Trời biết địa chỉ. Amen. Tôi thì không biết địa chỉ, nhưng mà Đức Chúa Trời biết địa chỉ. Chúa biết tôi vốn là người thấp kém, Chúa biết tôi là người còn nhiều điều còn yếu, cho nên Chúa biết điểm yếu tôi. Chúa đưa người nữ đến giúp đỡ người này. Chúa bảo là loài người ở một mình không tốt, cho nên cái ngày đám cưới chúng tôi đã ghi câu thánh đó, cho nên ngài làm nên một người nữ để giúp đỡ người nam. Chúa biết điểm yếu của tôi và anh chị em, để Chúa đưa một người nào đến để giúp đỡ cho chúng ta, qua đó mà công việc của Chúa được hình thành. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa đã thấy được tâm lòng của Mary đơn sơ, và đến và nói gì? Thiên sứ vào chỗ người nữ ở và nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Chúng ta còn nói là: mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mừng cho con, Chúa ở cùng con. Chúng ta còn nói lắm là: mừng cho con, Chúa ở cùng con. Thiên sứ đến với Mary, và thiên sứ nó là: hỡi người được ơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ ví dụ như có một người nào đó đến nó tự nhiên nói: hỡi cô Mỹ, là người được ơn. Cô Mỹ nó: thôi tôi không dám. Tôi chú nói là: vâng, là người được ơn. Nó chữ ơn gì mà ơn nha. Nhưng mà Chúa nói là ngươi là người được ơn, thì hãy đón nhận mình là người được ơn. Con người nói thì chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta còn xét lại, không biết họ mỉa mai hay họ chọc ghẹo, hay là họ nói lời không có đúng. Nhưng một khi Chúa nói là Chúa nói thật, Chúa không có ghẹo chúng ta. Chúa nói là cô Tư là người được ơn, thì chúng ta đón nhận mình là người được ơn. Hỡi người được ơn, mừng cho người. Không phải là mừng vì chuẩn bị con có căn nhà, không phải mừng chuẩn bị con có chiếc xe, không phải là mừng con chuẩn bị có gì, mà là mừng cho ngươi vì Chúa ở cùng ngươi. Nếu mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay mà ý thức được rằng có Chúa ở cùng là điều quan trọng, thì chúng ta mừng lên anh chị em. Chúng ta hãy vui lên anh chị em. Chúng ta hãy cười lên anh chị em. Chúng ta hãy vỗ tay ngợi khen Chúa vì Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Hôm qua thì chúng tôi có đi dự một cái đám cưới. Mà quý vị biết là ngày cưới là ngày gì anh chị em? Ngày vui. Ngày vui đúng không? Yes. Mọi người hướng dẫn mình nè. Đúng không? Có một xu lên giảng vậy nè. Còn mấy người hát vậy nè. Mừng đám cưới vui hồng nhan tươi sáng giữa ru sông. Không được cười nha, cười là phạm tội. Không được cười nha, cười của chồng bị đuổi ra khỏi thờ á. Tôi nói: ủa, đám cưới đâu phải đám tang, đúng không? Đám cưới tại sao mà quá nghiêm vậy? Mà chị hát những bài hát nó về vui, mừng vui. Mà tôi khích lệ mọi người trong chúng ta này, cuộc đời chúng ta ở bên ngoài đời nó buồn mấy mươi năm đủ rồi, bây giờ vô nhà Chúa làm ơn vui cười lên một cái, đúng không chị em?
vui mừng lên một cái, có phạm tội gì đâu. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hãy vui mừng lên. Mừng cho ngươi là vui lên đi, vì Chúa ở cùng ngươi. Người ta sẽ nhận diện là cái người đụng chạm Chúa thật, cái người đầy dạy Đức Thánh Linh thật với người không đầy dạy Đức Thánh Linh. Cái người mà không đầy dạy Đức Thánh Linh lúc nào cũng lo lắng, buồn bã và cảm thấy thất vọng, mặt mũi bơ phờ và có thể như là không có một sự tập trung. Còn có người mà đầy dạy Đức Thánh Linh là gì? Cỡ nào cũng vui cười cả. Vui mừng, phấn khởi lên. Vì sao? Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi vì Chúa ở cùng ngươi. Tôi cầu nguyện cho anh chị em mùa Giáng sinh này anh chị em mới vui lên. Mừng lên. Vì Chúa đã giáng trần để chết thế tội cho tôi và anh chị em. Chúa cứu rỗi mỗi người trong chúng ta. Thì ở trong Chúa tôi và anh chị em phải vui mừng lên. Amen. Những ngày sầu khổ của ngươi đã hết rồi. Những ngày buồn bã và thất vọng của ngươi đã hết rồi. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Hãy nói với người bên cạnh này, từ ngày có Chúa tôi không còn buồn nữa. Amen. Từ ngày đó Chúa tôi không còn buồn nữa. Mặc dù có gặp đang đề, mặc dù có gặp thử thách, nhưng mà tin chắc rằng Chúa giúp cho chúng ta vượt qua mọi đang đề. Hãy vui mừng lên, mừng cho ngươi vị Chúa ở cùng người. Amen. Nhưng mà Mary vốn là người cũng có một tính nét giống như tôi và anh chị em, thì nghe những lời ấy Mary như thế nào? Bối rối. Bối rối nhưng mà là bối rối rồi nha. Bối rối. Mary đó là bối rối. Và nó là gì? Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ái có nghĩa gì vậy? Có nghĩa gì? Tại sao tôi là một người trinh nữ, tôi là người bình thường mà Chúa bảo là được ơn rồi thế này thế kia, không biết điều gì cả. Thì thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy nói người bên cạnh: đừng sợ, vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng sợ, vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng sợ, vì ngươi được chọn trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng sợ, vì ngươi được Chúa kêu gọi trước mặt Ngài. Amen. Đừng sợ. Có người thì sao? Luôn luôn đưa chúng ta đến chỗ sợ. Cái chữ sợ nó là nằm ngay trong miệng. Nhiều người á giao một công việc gì chưa làm mà ngay lập tức là sao? Tôi làm không được đâu. Thất bại. Thất bại từ cái tâm trí, thất bại của ngôn lưỡi mình xưng ra mà nói mình làm không được. Nó thôi lui, khỏi làm cho xong. Con người đó sẽ không bao giờ tiến lên. Nhưng mà nếu có người nào nghe lời của Chúa buổi sáng nay, đón nhận giống như Mary là gì? Mặc dù Mary thiếu kém, mặc dù Mary không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà Chúa nói là đừng sợ, vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng sợ, vì ngươi là đối tượng mà Chúa đã chọn. Đừng sợ, vì ngươi là đối tượng mà Chúa muốn dùng ngươi để trở thành nguồn phước cho người khác. Này, ngươi sẽ chịu thai rồi chịu rồi. Bỏ tay. Một trinh nữ mới lớn lên, bỗng nhiên tự nhiên là sao? Thiên sứ nói là mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, ngươi được ơn. Ngay lập tức cái câu tiếp theo là gì? Ngươi chịu thai. Dễ dàng không anh chị em? Dễ hay là khó đây? Một đứa bé mới lớn lên, nó chưa biết gì cả, tự nhiên nó có thai, vô cùng khó khăn. Nhưng tôi nói với anh chị em là thử thách càng lớn thì phước hạnh càng to. Đúng không anh chị em? Nhiệm vụ càng khó chừng nào thì danh của Chúa càng vinh hiển chừng đó. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Từ Giê-xu có nghĩa là đấng cứu chuộc, đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Đấng cứu rỗi là đấng cứu chuộc, đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Và con trai ấy trở nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Wow. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó. Mary thừa nhận được rằng: tôi là một người trinh nữ, tôi chưa hề ăn nằm với một người nam nào, làm sao tôi có được chuyện đó. Mỗi một người trong chúng ta cần phải biết rằng Chúa Giê-xu được sanh ra đời không phải là do người nam và người nữ ăn ở với nhau. Nhưng mà Giê-xu được sinh ra đời là bởi tiếng phán của Đức Thánh Linh qua một nữ đồng trinh. Điều này muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Có thể một số người thường nghĩ là phải có bột thì mới tọt ra bánh,
cha làm vua thì con mới được nối vua này nọ giờ kia, mình phải có vốn thì mình mới làm ăn được này nọ. Nhưng mà với một quyền năng của Chúa, có thể chúng ta không có, phần chúng ta bị thiếu kém, chúng ta bị hụt nhiều điều lắm, nhưng mà Chúa phán, Chúa bảo thì tôi và anh chị cũng trở thành người kết quả cho nhà của Chúa. Amen. Thông thường mình nghĩ là có bột thì mới tọt ra bánh, cha làm thầy thì con sẽ tiếp tục nấu ngô, ví dụ vậy kia. Nhưng mà đối với Chúa không phải là như vậy. Đối với Chúa, Ngài có thể dùng những chữ không có, Ngài làm ra có, anh chị. Và Đức Chúa Trời Ngài bảo rằng, ô Mary bằng thư rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải được xưng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Một lần nữa nhắn nhủ cho tôi và anh chị biết rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Amen. Nhắn nhủ cho tôi và anh chị em xác quyết đức tin một lần nữa là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Amen. Vì yêu thương nhân loại mà Ngài giáng sinh, vì yêu thương nhân loại mà Ngài phải chịu ra đời trần tục này để Ngài sống như một con người, hiểu con người, để rồi Ngài cứu rỗi con người. À, và có một bằng chứng đưa ra là gì? Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai trong lúc già nua ha, già rồi, không còn khả năng nữa. Người ấy vốn là, có tiếng là son, là không sánh được, mà nay đã cưu mang là mang thai được 6 tháng rồi. Bởi vì Chúa đưa ra một bằng chứng nào đó, để cho Mary thấy được điều đó. Và câu hai câu kinh thánh mà tôi nhấn mạnh buổi sáng hôm nay là chúng ta cùng đọc chung với tôi trong câu 37 nào, 2, 3. Bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Một lần nữa. Bởi vì không việc chi, Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đây là điều tôi muốn nhấn mạnh buổi sáng này. Đức Chúa Trời Ngài làm mọi việc không phụ thuộc vào khả năng của tôi và anh chị em. Với sức của David là David có hạ gục được Goliath không? Không. Với sức của dân Israel thì dân Israel có thể xô cái thành Jericho sụp đổ được không? Với sức của Israel thì Israel có thể lội qua một cái biển đỏ mênh mông được không? Hoàn toàn không. Nhưng mà Chúa muốn thì có thể được. Amen. Buổi sáng hôm nay có thể một số người nào đang nghe sứ điệp hôm nay, cái lòng quý vị đang đối diện như là một Goliath khổng lồ. Quý vị đang đối diện phải một kinh tế và công ty quý vị đang bị trục trặc, gia đình quý vị đang gặp phải sự khó khăn, có những cái thành Jericho nào đang khống chế trên đời sống của quý vị, làm cho quý vị không tiến vào trong sứ hứa được, không kinh nghiệm sự tươi mới của Chúa được, hoặc là một biển cả mênh mông nào đã đang làm cho chặn đứng đường của tôi và anh chị bước đi. Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa, Chúa phán một tiếng thì biển phải rẽ ra, thành Jericho phải sụp đổ và Goliath phải bị hạ gục bởi vì ý muốn của Chúa dành cho con người đó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ buổi sáng nay, tôi cầu nguyện cho anh chị em và tôi sẽ kinh nghiệm quyền năng lớn lao từ Chúa trong mùa Giáng sinh này. Bao nhiêu người khao khát quyền năng của Chúa xảy ra trên đời sống mình trong mùa Giáng sinh này. Tôi mong muốn điều đó và tôi khao khát điều đó. Bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được, đối với Chúa mọi chuyện có thể được. Amen. Kinh Thánh chép ở trong Jeremy đoạn 33 câu số 3, chúng ta cùng đọc chung 2, 3. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn, những việc khó, những việc mà các ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu đến ta, hãy kêu cầu đến Chúa, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn, những việc khó, những việc các ngươi chưa từng biết. Và cảm ơn Chúa, quý vị biết rằng những ngày đại hội vừa qua, đó là Chúa cho vợ chồng chúng tôi đã kêu cầu Chúa. Chúa đã cho chúng tôi đã kinh nghiệm những việc lớn. Amen. Chúa đã cho chúng tôi kinh nghiệm những việc khó. Amen. Và Chúa cũng đã cho chúng tôi kinh nghiệm những việc mà chúng tôi chưa từng biết. Amen. Chúa là đấng giúp đỡ. Chúa là đấng quyền năng. Chúa là đấng giúp sức cho những kẻ trọn thành với Ngài. Amen. Anh chị em ơi, chúng ta chuẩn bị ngày 25 tháng 12 này để Hội Thánh Salom mà đi ra như vậy, với những cái số tiền lớn như vậy và với số quà 200 phần quà rồi nhiều chương trình như vậy, sức của Hội Thánh Salom chúng ta làm không nổi đâu. Nhưng mà trong ý muốn của Chúa, mọi chuyện có thể được. Amen. Cách đây 2 tuần chúng tôi nhóm ở trên Bình An
và có nhu cầu để mà giúp đỡ cho một số người xung quanh, cho họ biết về tin lành của Chúa, để khao khát để cho người ta có thể biết được tin lành là tốt lành như thế nào và không biết cách nào, thì cảm ơn Chúa, chúng tôi đã hiệp lại để cầu nguyện công bố Chúa sẽ giúp cho chúng ta có 100 phần quà để giúp đỡ cho ngày chiều nay là ngày 11 của tháng 12 này, để phát dâng những hàng xóm và mời những người chính quyền cùng làm việc chung để biết về tình yêu của Chúa. Và quý vị biết rằng 100 phần quà đã phải nói một con liền nữa đúng không? Nhưng mà bởi lòng tin nơi Chúa, chúng tôi đã cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi nói chuyện với một người và họ nói cảm ơn Chúa, anh tình nguyện giúp đỡ cho 100 phần quà này chị. Amen. Quà nó không phải cho tôi, cũng không phải cho ai cả, nhưng mà quà cho những người đang bị tật nguyền ở xung quanh đó. Amen. Những người già không còn khả năng lao động này, những người tật nguyền này, những người nghèo khổ nè, công an xã sẽ ghi tên những người đó và đến nơi nhà thờ chúng ta để nhận quà chiều hôm nay. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa vì Chúa muốn chúng ta làm những việc lớn. Hãy lắc vai người bên cạnh nói là Chúa muốn làm bạn làm việc lớn, đừng làm việc nhỏ nhỏ nữa. Chúa muốn bạn làm việc lớn. Amen. Việc lớn. Chúa muốn bạn làm việc khó. Chúa muốn bạn làm việc mà bạn chưa từng biết nữa. Năm mới là tôi cầu nguyện cho anh chị em đón nhận những việc nào anh chị em chưa từng làm nữa kìa. Đón nhận có phước nào anh chị em chưa từng đón nữa kìa. Đi những cái nơi nào anh chị em chưa từng đi nữa kìa. Làm những việc mà anh chị em chưa bao giờ làm nữa. Để cho anh chị em hạ lòng xuống và nói là Chúa vẫn còn làm phép lạ. Chúa vẫn còn làm phép lạ. Có một số người giảng dạy bảo rằng Chúa không còn làm phép lạ. Nhưng hôm qua tôi chở một vị mục sư từ Bến Tre trở về trên đường và tôi nói rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Bản thân của tôi còn sống được ngày hôm nay, tôi ngồi trên một chiếc xe, tôi chở mục sư đi như vậy, đó là phép lạ rồi. Amen. Tôi nói đó là phép lạ rồi, anh chị em không nhận không? Amen. Những gì mà tôi có thể thực hiện được những ngày qua, đó là phép lạ rồi. Amen. Riêng tôi kinh nghiệm phép lạ mỗi một ngày của Đức Chúa Trời. Nhưng người ngày hôm nay ngộ quá, họ tin rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, tin vào điều đó. Đúng, tin không? Tin. Và ai tin và chịu pháp bắt tem thì sẽ được cứu rỗi. Họ không tin vào điều đó luôn. Ai không tin thì bị đơn phạt. Họ tin vào điều đó không? Tin luôn. Nhưng mà tới chỗ này, vậy những kẻ tin sẽ được cắt dấu lạ này. Thôi không có tin, không tin. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tin vào lời của Chúa là tin một cách trọn vẹn. Bao nhiêu người tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ? Tôi tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Chúa không làm phép lạ thì tôi và anh chị em không có nơi nhóm lại giống như vậy đâu nha anh chị em. Vì khả năng chúng ta nhớ, còn chị Tuyết còn nhớ mà. Bây giờ cầm sổ của chị đi Phong ơi, Hiền ơi. Thầy cô cầm cái sổ của Tuyết đi ra cầm ngân hàng này, rồi mình vay thêm 600 triệu nữa, rồi ra ngân hàng rồi trả bao nhiêu chị Tuyết? Mình vay 600, 10 năm sau mình trả thành 1 tỷ mấy. Thôi chị Tuyết ơi, rồi lỡ người ta đòi nhà chị là sao chị Tuyết? Mấy chị em trong hội thánh hết lòng của chúng tôi luôn. Khi mà chúng tôi có nhu cầu, anh chị em sẵn sàng đem sổ hồng, đem sổ này cho kia ra. Mà đó là kế hoạch của con người. Nhưng mà sau đó Chúa nói là thôi, Chúa biết tâm lòng Chúa ban phước cho con. Và Chúa có cách mà chúng ta đã có được nơi thờ phượng Chúa bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều đó nhắn nhủ cho tôi và anh chị em rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Khi đêm hôm qua, sáng nay tôi dậy sớm, và chúng ta biết rằng có hai đội bóng. Một đội bóng thứ nhất đó là Bồ Đào Nha, có Ronaldo. Wow, ai cũng nghĩ được Ronaldo sẽ là một người đi vào. Và quý vị biết không, một bên là Maroc, một bên bình thường. Nhưng mà đội Maroc á là tuy là yếu hơn mà rất là hiệp một và dâng vinh hiển cho Chúa. Cuộc chiến qua tới mình thứ hai vậy bà. Và quý vị biết sao không, họ đã cúi đầu hiệp một để cầu nguyện. Một đội Maroc bình thường nhỏ bé nhưng tinh thần đồng đội, khi họ trước khi đó họ cũng nhờ cậy Chúa, khi thắng xong đội của Bồ Đào Nha họ quỳ gối họ dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tinh thần hiệp một, tinh thần dâng vinh hiển cho Chúa, yếu Chúa cũng thể làm cho mạnh được. Nếu mà đội Bồ Đào Nha hôm qua mà thắng thì người ta nói Ronaldo là số 1, R7 là thế này kia rồi, họ tôn vinh con người. Nhưng mà đội Maroc thắng thì không biết tôn vinh vinh ai cả, chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời mà. Mạnh mà lại
không nhờ cậy nơi Chúa thì cũng trở thành là yếu. Mà yếu mà biết nhờ cậy nơi Chúa cũng sẽ thành mạnh. Nói người bên cạnh, bạn yếu nhưng bạn nhờ cậy Chúa bạn sẽ trở thành người mạnh. Bạn yếu mà bạn nhờ cậy nơi Chúa bạn sẽ trở thành người mạnh. Nhưng mà cô không quên nhắn người bên cạnh một câu như thế này nè: bạn mạnh là bạn kiêu ngạo, bạn cũng thành yếu như thường. Bạn mạnh là bạn kiêu ngạo, bạn cũng thành yếu như trời. Mạnh, giỏi, giàu mà kiêu ngạo cũng vô tù ngồi như trời. Đúng không anh chị em? Yếu, nhỏ, bình thường mà vẫn đến salon càng ngợi Chúa. Tươi tươi ra nè. Cảm ơn Chúa. Ít, nghèo, bình thường mà nhờ cậy Chúa vẫn có cái tiếp đãi anh em mỗi tuần. Còn giàu mà kiêu ngạo mà bô bô mà không ai ăn được đồng bạc của người đó anh cả. Cho nên Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta nhờ cậy Chúa hay chiến thắng được điều gì, hãy dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tôi nói anh chị em là không thể nào đội Maroc mà thắng được Bồ Đào Nha cả. Bồ Đào Nha quá mạnh, mà Bồ Đào Nha quá chú tâm được con người. Maroc nó không ai quan tâm đến tôi hả? Tôi quan tâm đến Chúa. Vậy đấy mà đội Maroc thắng được đội Bồ Đào Nha. Ronaldo khóc. Rất không nghĩ lại, không thể nào nhỏ vậy mà thắng được lớn. Bình thường đừng bao giờ coi thường đối thủ, khi đối thủ đó biết nhờ cậy nơi Chúa. Amen. Ai cũng nghĩ Brazil là mạnh lắm. Tổng thắng của tôi nói chuyện nha, ba thay ba thì đội nào thắng, nó Brazil thắng là cái chắc con ơi. Brazil quá mạnh nè, còn Russia làm sao thắng nổi. Russia không hay. Brazil là có nè Neymar nè, rồi có gì quá trình cầu thủ giỏi luôn, mọi người cùng tôn vinh lắm. Cuối cùng Tây thua. Vậy cuối cùng Chúa lại làm thêm một lần nữa, đội yếu thắng đội mạnh. Để cho mọi người biết rằng Salom chúng ta dù nhỏ dù yếu mà chúng ta nhờ cây Chúa cũng sẽ ra nhà hàng. Amen. Nhiều người nói là làm sao mà ông có thể mời được mục sư Quỳnh Quốc Khánh, làm sao mà ông có thể tổ chức được chương trình. Thế là tôi nhỏ tôi yếu nhưng tôi nhờ cây Chúa. Amen. Amen. Quý vị ta lớn, quý vị to, quý vị mạnh mà quý vị không nhờ cây Chúa thì tại quý vị thôi. Mà cuối cùng chúng ta thấy là mọi chuyện đã xảy ra, Chúa đã khiến bao nhiêu người thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh chị em một lần nữa là bởi vì không việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đức Chúa Trời thì muốn mỗi người trong chúng ta hãy nhờ cậy nơi Chúa. Amen. Chúng ta trở lại lời của Đức Chúa Trời trong câu 38 là câu tôi cũng muốn nhấn mạnh. Câu 38 chúng ta đọc chung nào. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi vì như lời người truyền. Đoạn thiên sứ thì hỏi Mary là một người nữ bình thường mà bà nghe lời Chúa, bà đã tin vào lời Chúa và bà nói là tôi đây là người tôi tớ, người đầy tớ, là người bình thường của Chúa đó, xin sự ấy xảy ra cho tôi như những gì ông nói, như những gì người truyền. Tôi cầu nguyện cho anh chị em buổi sáng hôm nay nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đây chỉ là người bình thường mà xin sự quyền năng của Chúa xảy ra trên cuộc đời con như lời của Ngài đã phán. Lời của Chúa phán là con đi hàng đầu chứ không phải hàng đuôi. Con là người được phước. Con là người được Chúa yêu. Con là người ở trên cao chứ chẳng hề ở dưới thấp. Con là người được Chúa chọn lựa và qua con mà danh của ta được vinh hiển. Mary đó là tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời của người truyền. Đây là tinh thần của sự đào phụng, tinh thần của sự tin cậy, tinh thần của sự giao phó và tinh thần của sự đón nhận những ân phước của Đức Chúa. Buổi sáng hôm nay bao nhiêu người đến đây mà lời của Chúa phán quý vị một vấn đề gì đó thì quý vị có thể mở lòng ra nói với Chúa rằng: xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Chúa phán. Amen. Như lời Chúa phán. Lời Cha phán hứa: hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi con đứng hay là khi con ngồi. Mỗi một người trong chúng ta hãy nói như Mary là: tôi đây là tôi tớ của Chúa. Nói này, con đây là tôi tớ của Chúa. Con đây là tôi tớ của Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho con như lời của Ngài truyền. Khi quý vị đọc một phân đoạn kinh thánh, một câu kinh thánh nào đó, nhưng mà có một câu kinh thánh nào nó đập vào trong mắt của mình và nó đi vào trong lòng mình thì mình nói là
con xin đón nhận lời này. Tôi không bao giờ quên lúc đó tôi đọc trong sách Timôthê thì Chúa nói là gì? Đừng sợ, vì chính ta sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi sự. Amen. Mà trong thời kỳ đó mình mới tin Chúa, mình đâu có biết được nhiều việc đâu. Nhưng mà tôi đọc tới con Kinh Thánh đó, tôi đón nhận, tôi công bố rằng Chúa ơi, con xin đón nhận vì chính Chúa là đấng ban cho con sự khôn ngoan trong mọi sự. Amen. Rồi gì nữa, trong lúc hai vợ chồng chúng tôi đi thuê nhà, tôi xin kể lại, chúng tôi đi thuê, gọi cái phòng cho nó sang, nhưng mà thật sự là có chút xíu vậy nè, để một cái nệm thì hết. Cô Chi giới thiệu, cô Chi rồi đây, chủ mưu nè, dẫn tôi đến nhà bà hai bộ đội, cô Chi còn nhớ không? Và không có cửa sổ, và chỉ có cứt mèo. Nhà nuôi mèo quá chừng luôn, mà nó đi vệ sinh đầy hết. Và quý vị ghê tởm vô cùng. Thường con chuột người ta thì nó tròn, con chuột đây là nó dẹp, bởi vì sao? Nhà nó là phòng ngắn nha, nên chuột nó ở đấy. Nó sống trong thời kỳ nào nó giống như vậy nha anh chị em. Và rất là khó khăn. Nhưng mà đang khúc lúc khó khăn như vậy á, tôi đọc tới ở trong sách Sự Ký, chúng nó làm này, ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cắt cho ngươi một căn nhà. Ồ, tôi nói lại Chúa, tôi xóa cái chữ tên người tôi để chữ Phong vô, nó là này, ta báo cho Phong biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cắt cho Phong một căn nhà. Amen. Tôi tin đó là lời của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Amen. Và tôi đố nhận con Kinh Thánh, tôi cầu nguyện. Cầu nguyện chừng nào đi thuê nhà chừng đó. Cầu nguyện chừng nào thì bị người ta đuổi ra khỏi nhà chừng đó. Tại vì không có tiền trả tiền nhà đó mà. Cầu nguyện chừng nào thì bắt đầu đi giờ hết trường chinh rồi vô mỏ lò để tùm lum lại. Cứ cầu nguyện. Nhưng mà tôi nói anh chị em rằng đến tháng thứ 6. Amen. Đến tháng thứ 6 đúng thời điểm. Hãy lắc vai người bên cạnh nó, đúng thời điểm bạn sẽ thấy. Đúng thời điểm bạn sẽ thấy. Đúng thời điểm bạn sẽ thấy. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến một người nữ, đúng người, tên là Mỹ Hiền. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi gì nữa, chưa hết. Đến đúng chỗ người nữ ở là ngay chỗ 276, sạc 9, sạc 34, mở lò. Chúa phán vậy. Và qua đó mà cảm ơn Chúa, danh của Ngài đã được vinh hiển. Có nghĩa là xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Buổi sáng đó tôi chia sẻ cho quý vị chủ đề là không việc gì khó quá cho Chúa. Nhưng mà để cho đáp ứng được, nhận được cái điều đó là xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em có tinh thần giống như Mary. Amen. Nói với Chúa rằng con là người bình thường, con không đủ khả năng, con thiếu kém nhiều lắm. Nhưng mà xin sự hãy xảy ra cho con như lời của người truyền. Một tấm lòng đơn sơ, một tấm lòng tin cậy và một tấm lòng giao phó để nhận lãi lời của Chúa một cách chi tiết. Khi tôi được đi học lớp Kinh Thánh mùa gạch thì ngay lập tức cái câu Kinh Thánh Chúa bảo rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lãi được quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Samari, xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trời đất. Tôi nói lại Chúa, con khao khát câu Kinh Thánh này được dành cho cá nhân của con. Và tôi mong muốn cái câu Kinh Thánh này được ứng nghiệm trên đời sống của tôi. Và tôi đón nhận câu Kinh Thánh này. Và quý vị biết sao? Trong thời kỳ đó, muốn có được một cái bắt bo hay là cái hộ chiếu, cả một vấn đề. Vì tôi đi về quyền quê, tôi giảng đạo, rồi tôi giúp đỡ nhiều người, cho nên ở quê tôi nó đánh chéo tôi rồi. Đi về tôi đi 5 lần. Từ ở trong Sài Gòn tôi về Quảng Nam 5 lần. Đi 5 lần. Để mà xin chỉ là xác nhận để làm cái hộ chiếu thôi mà cũng không được đấy anh chị em. Đi tới ở trên quê tôi rồi phải đi xuống ở dưới quê Sơn, cực lắm. Nhưng mà quyết định làm cách nào đó và đi lần thứ 6 mới đạt được cái hộ chiếu. Và cảm ơn Chúa, bắt đầu đi qua Campuchia. Có hộ chiếu rồi mình xuất cảnh đầu tiên là đi qua Campuchia. Ngon lành anh chị em. Qua Campuchia lúc đó bụi tung hết trơn vậy. Ồ, nước ngoài nó vậy hả? Tưởng ở nước ngoài tưởng ngon lắm. Ai dè, sau đó qua tới bên Lô hay bên Lào. Wow. Đi qua bên Lào quý vị biết là món ngon nhất là gì với anh chị em? Chuột nướng ăn với xôi mà nấu trong cái ống tre. Một lon coca, đó là một buổi ăn tuyệt vời nhất rồi. Một sư hòa dẫn tôi đi, ông quất con chuột, tôi quất con chuột. Còn thầy giảng viên nữa, chuột nó nướng thơm lắm anh chị em. Cái tôi thấy cái đuôi ổng dài, cái đuôi tôi nói, ủa anh Hòa, sao con chuột của anh nó dài lắm? Anh là con của em là con chuột, còn con của anh là con sóc. Sóc nướng á, wow, ăn với xôi.
và lâu cô ca hạnh phúc lắm. Rồi đi mà ông dẫn tôi đi hết núi này, đi vô chỗ Tam Giác Vàng, đi hết Việt Nam, Lào, Campuchia, qua Thái Lan, qua đi hết nước này đến nước nọ. Và cảm ơn Chúa, tôi đón nhận là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria và cho đến cùng trời đất. Cảm ơn Chúa, sau đó rồi Chúa lại đưa đi khắp nơi trên thế giới. Tôi đang khích lệ là gì? Chúa muốn chúng ta hãy tin nhận lời giống như Maria. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cũng có một số người đang có mặt tại đây, quý vị không khao khát đi được nhiều nước, nhưng quý vị khao khát làm một việc gì đó cho Chúa. Amen. Hãy đón nhận ngay trong giờ này. Amen. Nếu người nào đó mà Chúa đụng chạm, Chúa muốn quý vị trở thành nhà kinh tế, quý vị làm ăn giàu có để dâng hiến cho công việc của Chúa. Và quý vị nói sức của tôi thì tôi làm không được nhiều tiền, nhưng mà nếu lời của Chúa buổi sáng hôm nay phán với quý vị thì quý vị nói là tôi đây là tôi tới của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Amen. Có thể quý vị sẽ nhận được bạc tỷ trong những ngày tới để làm công việc của nhà Chúa. Amen. Hoặc có một số người nào đó nói là mình muốn trở thành một tay đờn cho hội thánh và mình không biết đờn như thế nào. Nhưng mà nếu Chúa muốn quý vị trở thành người thờ phượng Chúa thì quý vị nói xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời của người truyền. Có một số người khao khát đi truyền giáo, có một số người khao khát có căn nhà để dâng lên cho Chúa mà mình không đủ tiền để mua nhà, nhưng mà mình có thể nói với Chúa rằng xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Bởi vì sao? Không việc chi Đức Chúa Trời không làm được. Có nghĩa là Ngài làm được tất cả mọi sự. Mỗi năm đến dịp Giáng sinh cả thế giới đều vui mừng. Ngày sinh nhật của tôi thì có tôi với gia đình biết, bây giờ cảm ơn Chúa thay mọi thánh salon biết và nhóm Facebook biết và Zalo biết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chứ ngày sinh nhật dù ông tổng thống hay là ông chủ tịch gì nó cũng bị giới hạn, nhưng mà ngày sinh nhật của Chúa Giêsu là toàn thể nhân loại. Amen. Amen anh chị em. Ngày sinh nhật của Chúa Giêsu là toàn thể nhân loại. Và vui mừng biết được ngày đó là ngày quan trọng như thế nào. Và hỡi anh chị em yêu dấu, để cho Chúa Giêsu được sanh ra đời cần có một Mary. Hỡi Mary đang có mặt tại đây. Mary buổi sáng nay cũng có thể là một người nam, cũng có thể là một người nữ. Mary buổi sáng nay cũng có thể là người lớn tuổi, cũng có thể là người trẻ tuổi. Mary đã là người được nghe lời của Chúa. Mary là người tin vào lời của Chúa, và Mary là người đầu phục ý muốn của Chúa, và Mary là người nói với Chúa rằng tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời của người truyền hay lời của người phán hay là lời của Chúa phán, để rồi qua đó mà một hài nhi Giêsu nào đó được sanh ra đời, một công việc gì đó, một phép lạ nào đó, một hội thánh nào đó được sơ khai, một cái doanh nhân nào đó được phát triển, một công việc gì đó được mở ra cho một Mary nào đó đang có mặt tại nơi đây. Đức Chúa Trời Ngài thường dùng những cái người bình thường để Ngài làm những việc phi thường. Amen. Đức Chúa Trời Ngài hay dùng những việc nhỏ để Ngài làm cho những công việc lớn cho chính mình Ngài. Ngài chọn dân Israel rất là nhỏ bé để rồi Ngài làm cho qua Israel mà đem sự cứu rỗi cho cả nhân loại này. Ngài chọn một David để hạ gục cả một Goliath. Ngài chọn những con người nhỏ bé như là Mary để đem sự cứu rỗi cho nhân thế. Ngài có thể chọn Salom này để qua đó mà danh của Ngài được vinh hiển. Ngài có thể chọn những người đang có mặt hôm nay để cho quý vị biết rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, cũng nhưng là đó là bởi bèn là bởi thần của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Amen. Mùa Giáng sinh năm nay sẽ là một cái đánh dấu cho một cuộc đời nào đang nghèo hôm nay. Mùa Giáng sinh hôm nay sẽ là một đánh dấu mới cho cuộc đời nào đã đang nghèo hôm nay. Nếu quý vị là những người bao nhiêu ngày tháng qua sống ảm đạm, sống lo lắng, sống bất an giống như cả thành Nazareth, mà cuối cùng thiên sứ đến báo tin mừng, họ đã nghe lời Chúa, họ tin lời Chúa, họ làm theo lời Chúa và họ đã được biến đổi thế nào, thì tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Linh đó cũng làm việc lạ lùng cho những người đang nghe buổi sáng hôm nay. Quý vị ơi, nếu quý vị đến đây nghe lời của Chúa mà nghe bên này để qua bên này thì nó không có ích lợi gì cả. Nhưng quan trọng nghe lời Chúa và tin lời Chúa và làm theo lời của Chúa. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Hỡi những con người đang ngủ mê, hỡi những người mà đang cảm thấy sống trong sự tuyệt vọng, hoặc là sống trong sự ảm đạm,
hoặc là sống trong những cái gì đó mà dậm chân một chỗ, không có sự cầu tiến, không vươn lên. Buổi sáng nay tôi cầu nguyện xin Chúa ngài tỉnh thức quý vị. Buổi sáng nay tôi cầu nguyện xin Chúa ngài mở lòng quý vị, để rồi mỗi người trong chúng ta đừng thủ phòng nữa, đừng dậm chân một chỗ nữa, hãy ngước mắt lên tin lời của Chúa, để qua đó mà danh của Chúa được vinh hiển trên cuộc đời của chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn hỏi quý vị rằng bao nhiêu người khao khát Chúa làm việc lớn và việc lạ trên đời sống của mình? Bao nhiêu người khác? Chúng ta cùng đứng lên nói với Chúa ngay trong giờ này: xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời của truyền. Chúng ta cùng nói ngay trong giờ này: xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời của ngài truyền. Ngay trong giờ này, hallelujah. Ôi, chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.